Mời quý vị và các bạn đến với một thông tin sức khỏe của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, bởi nhiệt độ cơ thể phụ nữ khi mang thai thường cao hơn so với người bình thường, nên trong mùa hè, việc duy trì sự thoải mái, mát mẻ và sức khỏe cho mẹ bầu càng được chú ý nhiều hơn nữa. Để tránh bị ảnh hưởng bởi thời tiết khó chịu của mùa hè, các thai phụ nên lưu ý những thông tin dưới đây. Thông tin được tổng hợp từ trang Sức khỏe và Đời sống của Bộ Y tế. Chế độ dinh dưỡng có tác dụng giải nhiệt. Trong mùa hè thì chế độ dinh dưỡng dành cho bà bầu ưu tiên các món thanh mát giúp giải nhiệt, góp phần hạn chế bớt những cảm giác khó chịu do thời tiết. Mẹ bầu cần bổ sung thêm nhiều dinh dưỡng từ đạm, đường, muối khoáng. Vào mùa hè, cơ thể mẹ bầu sẽ bài tiết mồ hôi nhiều hơn để cân bằng và điều hòa nhiệt độ. Điều này khiến họ dễ bị mất nước, có thể gây nguy hiểm cho thai kỳ. Bởi thế, mẹ nên uống nhiều nước. Lượng nước cần phải bổ sung vào mùa hè là từ 2,5 đến 3 lít nước mỗi ngày. Bên cạnh đó, việc ăn thêm các loại hoa quả nhiều nước, vitamin và khoáng chất cũng giúp thai phụ cảm thấy thoải mái và đảm bảo sức khỏe hơn trong những ngày hè. Đặc biệt, cũng nên lưu ý không uống nước quá lạnh, nhất là sau khi đi nắng về. Nước lạnh không làm tăng cảm giác mát mẻ mà chỉ làm các mạch máu co đột ngột, dễ làm mẹ bị cảm và viêm họng. Tránh ánh nắng gay gắt. Bà bầu phơi nắng thường xuyên sẽ bổ sung vitamin D cho cơ thể. Tuy nhiên, thời gian phơi nắng tốt nhất chỉ vào buổi sáng sớm, từ 6 giờ đến 7 giờ. Ánh nắng gay gắt vào buổi trưa, chiều không chỉ gây ảnh hưởng xấu đến da mà còn làm mẹ bị choáng, mất nước hoặc say nắng. Vào mùa hè, nếu có việc đi ra ngoài nên đội nón, che ô, mặc áo chống nắng. Hạn chế tiếp xúc hoặc ở lâu dưới ánh nắng mặt trời. Chọn đồ bầu rộng, thoáng. Chăm sóc bà bầu trong những ngày hè không chỉ chăm sóc thân thể mà còn cần chú ý đến trang phục. Những nguyên liệu từ thiên nhiên như cốt tông sẽ giúp cho thai phụ thấm hút mồ hôi tốt, giúp cảm giác bí bách, ngột ngạt sẽ được giảm bớt. Dù trong những tháng đầu hay tháng cuối, các mẹ bầu cũng tuyệt đối không nên mặc quần áo bó sát, đặc biệt là đồ lót chật và không bằng vải cốt tông. Tránh ngồi trực tiếp dưới máy lạnh. Có phải trời càng nóng, mẹ càng muốn hạ nhiệt độ máy lạnh xuống càng thấp? Việc này chẳng những không chống nóng hiệu quả mà còn tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển. Đồng thời, sự thay đổi nóng lạnh thất thường còn là thủ phạm gây bệnh cảm cúm trong mùa nóng. Vì vậy, nếu sử dụng máy lạnh, mẹ bầu cũng nên chỉnh nhiệt độ vừa phải. Đặc biệt, lưu ý không nằm hoặc ngồi trực tiếp dưới máy lạnh, hoàn toàn không tốt cho sức khỏe. Không nên tắm quá lâu. Thân nhiệt tăng cao cộng với cảm giác nóng bức của thời tiết khiến nhà tắm trở thành nơi yêu thích của nhiều phụ nữ mang thai. Tuy nhiên, dù thích đến mấy, lâu nhất mẹ bầu cũng chỉ được tắm 15 phút thôi. Bà bầu tắm quá lâu có thể gây ra nhiều ảnh hưởng không tốt cho sức khỏe như hoa mắt, chóng ngất, cảm lạnh. Chọn những giờ khám thai phù hợp. Việc chăm sóc bà bầu trong suốt thai kỳ không thể thiếu những buổi khám thai định kỳ. Tuy nhiên, bên cạnh việc đảm bảo khám thai đúng lịch hẹn, còn cần chú ý đến điều kiện thời tiết. Những ngày hè, trời có thể rất nóng bức và mưa bất chợt. Trước khi đến hẹn khám thai, nên lưu ý những điều này để tránh gặp bất lợi, chẳng hạn như nắng nóng làm mất nước, mệt mỏi hoặc bị mắc mưa dễ dẫn tới cảm lạnh. Thai phụ có thể mang theo khăn mặt, nước uống khi đi khám thai để rửa mặt, uống bù nước, làm mát cơ thể trong thời gian chờ đợi. Ngoài ra, nên áp dụng một số biện pháp như đặt số thứ tự khám thai trước để không phải chờ đợi lâu. Chọn giờ khám thai ngoài giờ ở các bệnh viện phụ sản lớn để có thể đến vào buổi chiều mát. Một thông tin sức khỏe ngày mai chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị và các bạn thông tin xoay quanh chủ đề lợi ích của việc tắm biển. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi. Một thông tin sức khỏe ngày hôm nay xin được khép lại tại đây. Thân ái chào tạm biệt.